Xin chào tất cả các em. Bây giờ cô sẽ cùng với các em đi trả lời câu hỏi số 1 trang 107 sách giáo khoa toán 8 tập 1. Ở câu hỏi số 1, đường chéo của hình vuông có những tính chất gì? Thì ở đây, các em nhận thấy được hình vuông thì có tất cả các tính chất của hình chữ nhật và hình thoi. Nên ở đây, đường chéo của hình vuông có tính chất như sau. Ở đây, chúng ta có đường chéo của hình vuông. Thì có các tính chất. Tính chất đầu tiên đó chính là hai đường chéo bằng nhau. Tính chất thứ hai ở đây đó là hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường. Tại trung điểm của mỗi đường. Và tính chất thứ ba đó là hai đường chéo vuông góc với nhau. Tính chất thứ tư, hai đường chéo là các đường phân giác của các góc hình vuông. Ở đây là tia phân giác của các góc hình vuông. Rồi. Vậy là đến đây thì cô đã cùng với các em trả lời xong câu hỏi số 1 trang 107 sách giáo khoa toán 8 tập 1.